Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, thời gian qua xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu tập trung xử lý quyết liệt giải tỏa các trường hợp vi phạm theo quy định và đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Năm 2018, gia đình anh Đỗ Xuân Thắng ở thôn Cao Quán tự ý xây dựng kho khung thép rộng trên 1.100 m², mái lợp tôn cao 6 m, trong xưởng chứa ống nhựa thành phần. Trong tháng 7 vừa qua, gia đình anh được cán bộ đoàn thể địa phương gặp gỡ, đối thoại, giúp anh nhận thức rõ được mức độ vi phạm. Qua đó, anh tự giác tháo dỡ công trình. Chúng tôi làm kho xưởng trên đất ruộng 03, nó không đúng pháp luật, chính quyền thu hồi thì mình xin tự tháo dỡ và để lại mặt bằng cho huyện và tỉnh, làm khu quy hoạch mới cho dân cư. Trong quá trình thực hiện, xã huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị cơ sở, phân công mỗi đoàn thể phụ trách một nội dung công việc, đối tượng cụ thể, đến từng hộ gia đình tìm hiểu hoàn cảnh để có biện pháp tuyên truyền thực hiện phù hợp. Do vậy, đại đa số người dân đồng thuận chấp hành, tích cực phối hợp. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã xử lý được 15 trường hợp vi phạm kế hoạch số 93A, trong đó có 12 trường hợp tự nguyện tháo dỡ. Các hộ đã sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, chủ yếu xây dựng xưởng, lều lán trên đất nông nghiệp, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã, tập trung chủ yếu ở thôn Cao Quán, thị tứ Bô Thời. Như gia đình ông Bùi Xuân Sáng tự nguyện tháo dỡ công trình, di chuyển toàn bộ vật liệu xây dựng tài sản trên diện tích gần 230 m². Hộ ông Đỗ Hữu Loát tháo dỡ công trình, di chuyển toàn bộ vật liệu xây dựng tài sản trên diện tích hơn 900 m². Gia đình ông Đào Duy Sự, Bùi Hưng Diệp tháo dỡ cọc sắt, hàng rào tôn trên phần đất vi phạm. Đằng sau nhà tôi có một tí đất của tập thể tầm hơn 100 m², thì tôi cũng dựng một ít nẹp, ít tôn. Ủy ban dân xã ra, mấy bên địa chính ra thì cũng phân tích và chia sẻ với gia đình chúng tôi. Chúng tôi cũng cùng kết hợp mấy thị tứ với lại chính quyền địa phương xã thì cũng tự nguyện để tháo dỡ cái hàng rào tôn đi ra để giả mặt bằng, cam kết không tái phạm nữa. Phát hiện một số hộ là vi phạm có hình thức là lấn chiếm, đặc biệt là có 3 cái hộ mà lấn chiếm ra phía giáp danh với nghĩa trang nhân dân thị tứ Bột Hỏi. Lúc cao điểm là đã quây tôn quanh cái khu vực đấy, có ý định để xây dựng. Thế thì phía cơ sở chúng tôi bằng các cái biện pháp là ra tuyên truyền, vận động, giải thích. Cuối cùng là 3 gia đình này cũng đã nghe và tháo dỡ toàn bộ cái khu vực là tôn lấn chiếm giáp mấy cả phía nghĩa trang nhân dân để trả lại cái mặt bằng là trên 300 m². Hiện nay xã Hồng Tiến còn 19 trường hợp vi phạm xây nhà công trình trên đất nông nghiệp, chủ yếu là vi phạm cũ. Xác định việc thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng trái phép là nhiệm vụ chính trị cần tập trung. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và quản lý giám sát nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả các vi phạm phát sinh ngay từ sớm. Địa phương kiên quyết xử lý triệt để các vi phạm mới phát sinh.